Nó mà trông dạp đi cứ suốt ngày ôm cái điện thoại xem TikTok ấy. Quý cho Mac anh bây giờ. Ô sao bạn có cái quả dây chuyền giống tôi ấy nhỉ? Anh Mấy thẩm đâu? Giờ bạn giơ vào đây xem tới nhìn xem. Không, quả tôi tròn à. Quả bạn tròn hay dẹp? Tôi tròn. Quả tôi cũng tròn. Tôi cũng tròn. Tôi trước tôi mua ở trên Lazada 250. Đây vừa mua chợ Đồng Xuân chiều nay xong. Cảm ơn chị Lan rồi. Tớ đi mua chợ Đồng Xuân có mười mấy nghìn, mấy tư nghìn. Thank you đờ lê. Đây để tớ đi về một cái nha. Ok. Tớ lấy cho ít vốn rồi không bạn lấy bất cờ tớ. Thank you Adele. Để biết thoát về chỗ nào. Bạn thoát đi, tớ không biết thoát. Chứ bây giờ này học như kiểu Sơn Tùng MTP, không biết thoát like. Không biết thoát thật. Không biết thoát thề luôn. Đây để thoát đâu. Khổ quá. Thank you chị Lina. Alo. Gì đây? Bạn ơi. Ơi. Bạn của bạn. Mình đang nói chuyện với bạn của bạn tắt like mất rồi. Bạn đang nói chuyện với bạn của mình tắt like á? Vâng ạ. Bạn đang ở đâu mà sao ồn thế? Ý là mình thích bạn của bạn ấy. Ý là bây giờ bạn có thể giúp mình một tí được không? Mình giúp gì? Thì là giúp mình tán bạn của bạn ấy. Ôi giời, đơn giản vào việc luôn như này. Thế ví dụ như ngày mai mình bay ra thì sao? Mai bạn bay ra đây thì mình với cả bạn của mình đi đón bạn nhá. Thật nhá. Nhưng mà bạn không rủ được bạn của bạn thì sao? Nếu mình không rủ được bạn của mình thì mình đi ra mình đón bạn. Không, mình không chịu. Thế mày ở nhà đi. Không, bạn của bạn bảo là nếu như mình bay ra thì sẽ đón. Nhưng mà mai nó bê cháp rồi mẹ. Ủa mai 16 mà nhỉ? Ủa mai 10 mấy nhỉ? Khoan, nay 10 mấy? Mai 15, mai là ăn hỏi rồi. Điên à, ngày mai tao bay ra vẫn còn kịp. Thì nhưng mà mai nó bê cháp mà, sáng mai là nó phải đi sớm rồi. Thế thì tối mai. Mẹ mày nói chuyện như kiểu con say rượu ấy. Tao đâu say đâu, tao say bia chứ đâu say rượu. À hay quá, cãi giỏi quá. Nhưng mà ý là khoan. Ủa mọi người comment gì giờ không đọc được. À gì ta? Bạn ơi. À thôi, để ra tự nói với bạn của tao. Quên mất, thôi được rồi, tao cảm ơn bạn. Thôi nhá. Nha, bye bye. Trời ơi. Ủa tắt sao ta? Ê to người tắt tao xuống, tao không biết tắt. Lại một đứa không biết tắt. À chắc là biết đấy. Để tôi. Nhìn gì vậy? Mẹ vừa thằng Tuấn cũng không biết tắt. Bây giờ con Ngọc cũng không biết tắt. Đang ngồi live stream nói chuyện vui vẻ. Mọi người vào comment cứu tao. Một thằng thì chưa gì vào đã báo hát từ đầu đến cuối, một đứa thì nhạc ình. Đang ở đâu, đang đi chơi đâu, con gái lứa đi chơi, bây giờ 9 giờ 10 giờ chưa về nhà. Đi bỏ.